27 tháng 11 năm Quý Mão, tức ngày 8 tháng Giêng năm 2024, hơn 400 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ các địa phương Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang đã tụ hội về thị xã Cao Lãnh, hiệp lực thu hái thảo dược rễ cỏ tranh để cung cấp cho phòng khám đông y từ thiện dân lập Tư Ngoan ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Riêng tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự tham gia hơn 50 thiện nguyện viên, do tổ trưởng Cũng Văn Dũng, tức Thành Tài, chỉ huy. Từ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, hơn 10 thiện nguyện viên đã tình nguyện mang thực phẩm, nước giải khát đến tận hiện trường phục vụ ăn sáng, ăn trưa và nước giải khát cho mọi người. Chị Tuyền, một thiện nguyện viên ở tổ hậu cần, chia sẻ. Đi theo đội từ thiện rồi đó, giờ cũng mười mấy năm rồi, như anh em bà con đi lấy thuốc ở đâu thì nhờ thì cô đi theo cô làm nước vậy đó. Hàng ngày, phòng khám đông y từ thiện dân lập Tư Ngoan ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cấp phát miễn phí hơn 1 tấn thuốc nam thành phẩm cho người bệnh để có đủ nguồn nguyên liệu bào chế thuốc. Hàng ngày, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ khắp các nơi cùng nhau tình nguyện đi sưu tầm thuốc nam cho kho thuốc, phòng khám đông y từ thiện dân lập Tư Ngoan. Ông Phan Thanh Bình, một thiện nguyện viên cho biết. Chú đi tìm thuốc nam, rễ đào, rễ chanh cho phòng thuốc của chú Tư Ngoan. Bữa nay chú đi đoàn mình đi cũng 400-500 người. Sáng giờ được 2 xe tải lớn. Sau một ngày lao động, hơn 7 tấn rễ cỏ tranh được thu hái. Ông Cũng Văn Dũng, tổ trưởng tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự cho biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 11, tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự phường Tân Lộc có đến nơi đây là gần cầu Cao Lãnh để lấy cỏ chanh về phòng thuốc chứa Tư Ngoan để độ bệnh cho bá tánh. Và hôm nay riêng tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự, các anh em đi tầm cỡ khoảng 50 ngoài 60 người. Và tổng thể tất cả các đội, các anh em đều đi trong ngày hôm nay là tầm cỡ khoảng 400 người. Và đào tới giờ này thì đã đào trong được ngày hôm nay, trong ngày hôm nay được tầm cỡ khoảng 7-8 tấn thuốc rễ chanh, 2 xe. Và thay mặt tổ từ thiện cảm ơn tất cả các bà con đã đi tiếp trong ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn tổ nấu cơm đã tiếp cho anh Bảy Tú nấu cơm cho mọi người ăn trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tính từ đầu năm đến nay, riêng tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự đã thực hiện hơn 20 chuyến sưu tầm thuốc nam, thu hái hơn 50 tấn nguyên liệu cho phòng khám đông y từ thiện dân lập Tư Ngoan. Để có chi phí cho các chuyến sưu tầm thuốc nam, tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự đã làm thuê xin vườn cây lão, cưa củi bán lấy tiền tạo quỹ từ thiện. Làm việc thiện là một trong những công hạnh tiêu biểu đặc trưng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.